Một mẫu xe tay ga mà đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, thứ nhất là xe nhập khẩu, thứ hai là một mẫu xe tay ga để phù hợp hơn tất cả bạn nữ này hay các bậc phụ huynh mà có thể đi được. Và đảm bảo cho các bạn, ở mẫu này đã có bản smart key, thì đây là một em Vario cho các bạn. Thì Vario hiện tại giờ ở cửa hàng của Trúc Việt đã ra mẫu 2023 rồi, nó sẽ có hai phiên bản cho các bạn là Vario 125 chìa khóa và 125 bản khóa thông minh smart key luôn cho các bạn. Thì đây là điển hình, đây là một em mẫu cũ. Thì Vy sẽ nói sơ qua về em này và tiếp theo Vy sẽ đưa cho các bạn qua tham khảo thêm một số những cái mẫu mới cho các bạn tham khảo 2023 ha. Đầu tiên Vy sẽ nói về em này trước. Thì giá hiện tại đang dao động tầm khoảng là 40 triệu 500 ngàn đồng thôi. Giá này thì chưa bao gồm phí ra biển số nhé. Mình đăng ký biển số ở đâu, ở huyện nào, tỉnh nào thì liên hệ trực tiếp qua Zalo với Trúc Điểu. Trúc Điểu sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn ha. Thứ nhất, đây là một phiên bản mẫu cũ cho nên là về phần đầu xe thì các bạn đã quá quen thuộc với em nó rồi. Thì chút xíu lại sẽ dẫn các bạn qua về một mẫu mới cho các bạn quan sát hơn về cái bản mẫu mới thì như thế nào nha. Về phần màu xe và thiết kế của em này thì rất là mềm mại và thiết kế rất là gọn hơn so với lại những cái thiết kế ở mẫu 160 ở thời điểm hiện tại. Thì Vario 125 hiện tại đang là mẫu xe mà đang được chuộng mắt khách hàng nhất, và vì thứ nhất là nhỏ gọn, cái thứ hai là dễ đi dễ xài cho các bạn ha. Về màu sắc của em nói thì hiện tại màu sơn 3D bên cửa hàng của Trúc Điểu sẽ rơi vào khoảng 20-30 màu sơn khác nhau. Nhưng mà về phần sơn của dòng xe Vario 125 nó sẽ khác hơn so với những màu sơn khác ở những dòng xe khác, tức là nó chỉ có một màu từ trên xuống dưới luôn và hiện tại chưa có thêm một bất cứ một cái họa tiết gì trên xe cả. Cho nên là những khách hàng nào muốn độ sơn, độ màu theo yêu cầu của mình thì hãy gửi mẫu qua bên cửa hàng của Trúc Điểu, Trúc Điểu sẽ lên theo yêu cầu các bạn ha. Thì bên cạnh hông của em này thì nó là một mẫu xe của 125 cho nên là về cái phần dàn áo của nó chỉ tới đây thôi. Còn đối với lại mẫu 150 mẫu cũ thì dàn áo của nó sẽ full xuống dưới cái chỗ để chân của mình như thế này luôn. Nhưng mà đối với 125 thì nó chỉ sẽ tới đây thôi các bạn nha. Cho nên là hiện tại giờ thì bên cửa hàng của Trúc Điểu cũng đã có hỗ trợ là sơn cái phần này cho các bạn rồi, nhưng mà thực tế thì nó sẽ không có được đảm bảo về nước sơn cho lắm, cho nên là bên cửa hàng của Trúc Điểu rất là hạn chế sơn cái góc này. Nên là những bạn nào mà thích cái mẫu như thế này thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp Zalo với Trúc Điểu nha. Ngoài ra thì bên cửa hàng của Trúc Điểu có lên một số phụ kiện như thế này, bao gồm là phụ của em nó này hay là một số cái ốp này là ốp nhúng carbon. Thì bên cửa hàng của Trúc Điểu vẫn có hỗ trợ là bảo hành những cái phụ kiện mà bên cửa hàng của Trúc Điểu có gắn cho các bạn nha. Ok, thì đối với lại dòng Vario 125 các bạn mua trả góp á, chỉ cần đưa trước tầm khoảng là 6 triệu trở lên thôi là mình đã có thể sở hữu ngay được em nó rồi. Và hồ sơ thì đơn giản lắm, chỉ cần là căn cước cộng với lại bằng lái xe hoặc hộ khẩu hoặc bảo hiểm y tế công ty cấp là được. Địa chỉ cửa hàng của Trúc Điểu thì nằm trên đường quốc lộ 14 hoặc là đường được gọi là đường DT741 thuộc khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Một số bạn không biết địa chỉ ở đâu thì mình có thể tới là khu du lịch Đại Nam này, hoặc tới ngã tư Sở Sao, hoặc tới cổng của khu công nghiệp Vĩnh Phước 3, hoặc tới trung tâm hành chính của thành phố mới. Tới đó là gọi ngay cho Trúc Điểu với số điện thoại là 0383 835066, Điểu sẽ có người đã rút các bạn trực tiếp về cửa hàng mua xe ha, để các bạn không cần phải đi lạc nữa. Hoặc là hoặc là trước khi lên mua xe mà có liên hệ trước với Trúc Điểu sẽ được giảm ngay cho các bạn từ 1-2 triệu tiền xăng xe đi lại nhé. Cảm ơn các bạn.